Drop it. Xin chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Japan nha. Hôm nay thì mình đưa mấy đứa em gần nhà đi làng chài ở Kyoto đây. Thì bây giờ bọn nó đã đi rồi. Mình bây giờ đang tìm bãi đậu xe, là mình đã tìm được bãi đậu xe, mình đậu xe rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho các bác xem làng chài của Kyoto nó đẹp như thế nào nhá. Các bác cùng em theo dõi hành trình của em đi làng chài Kyoto. Let's go. Đây làng chài Kyoto đây. Là em phải lên trên chỗ này em đậu xe trên này là không mất phí tiền. Bây giờ em sẽ đi xuống làng chài, cách làng chài khoảng tầm 700m đấy các bạn. Đây em đang ở trên ngọn đồi đây. Bãi đậu xe của em đang đậu dưới kia. Đây. Bây giờ này em quay cho các bác xem làng chài đây. Đấy. Đây, làng chài đây. Đấy, các bác nhìn này. Nằm dưới eo này. Các bác nhìn thấy làng chài đấy. Em để xe và em đang đi bộ xuống dần. Đây là một nét cổ kính của làng chài này. Bác mọi người đi bộ. Nhà toàn nhà gỗ. Đấy. Bên cạnh là biển. Đường đi rất nhỏ, xe tránh nhau rất khó nhé. Người Trung Quốc đi xem tham quan rất nhiều. Bây giờ mình xuống đây là các cần thủ này. Đấy, các cần thủ này. Còn làng chài là hải âu rất nhiều nhá, bay theo thuyền. Các bác người ta đi thuyền sang làng chài bên kia nhé. Xong rồi chỗ này còn có đường cáp treo nữa. Đấy, hải âu nhiều chưa, bay nà tả này. Đây review làng chài của Kyoto đây. Thần điêu. Bác nhìn rất nhiều hải âu nhá. Đấy. Người ta thuyền du lịch người ta chạy vòng này. Ta cho đi quanh làng chài xong rồi ta cho sang bên đảo bên kia. Đây khu ăn uống nhà nghỉ đây các bác. Em đi bộ cầu thang nên mệt quá các bạn. Đấy. Làng chài của nó đấy em có phát trực tiếp, các bác vào video của em xem phát trực tiếp của làng chài. Đấy. Đó là thung lũng, biển, không khí trong lành. Sáng nay ai mà cứ leo cái bậc cầu thang này từ dưới lên trên này khoảng tầm 5-7 lượt nữa nè. Dù giàu sức khỏe, bây giờ em soi cho bác nhìn thông này. Đấy. Tùng, đấy, đẹp chưa. Bây giờ em dừng video tại đây. Đi ra bãi xe để em đón các bạn ấy. Thì trong thời gian vừa qua đã cảm ơn các bác theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Japan của em. Tạm biệt các bác ở video tiếp theo. Em sẽ review cuộc sống của Nhật, phong cảnh và từng du lịch vào đất nước Nhật Bản. Tạm biệt các bác nhé.